Xin chào Natron, em đã quay trở lại với channel Funny Luffy. Vậy là 3 tuần nghỉ ngơi xã hội đã hết. Tuần này thì One Piece Manga sẽ tiếp tục với chapter 1112. Mà theo như người cung cấp thông tin thì chapter này thật sự rất hay, rất hấp dẫn và rất nóng bỏng. Và nếu bạn để ý thì cũng có thể đoán được điều này. Bữa đây không phải là lần đầu tiên Oda nghỉ ngơi tới 3 tuần, mà đã vài lần như vậy. Và cứ mỗi lần quay trở lại thì giống như Oda tặng cho chúng ta một món quà gặp mặt rất có giá trị. Khi những chapter 1054 hay 1087 đều là những chapter siêu kinh điển. Nếu vậy thì tiếp sau chapter 1111 với sự thể hiện sức mạnh của tất cả ngũ lục tinh với quỷ dạng cũng như một vài thành viên trong bang Murom cùng với Bonnie đã tới được điểm tập kết, chính là con tàu của những người khổng lồ, nơi mà các Fort Rock đã đứng đợi bọn họ từ chiều hôm qua. Đặc biệt là con robot khổng lồ của đại cũng đã xuất hiện với lời xin lỗi cho Boy. Sẽ là những diễn biến gì đây? Và đây sẽ là một vài dự đoán của tôi cho điều đó. Còn cụ thể như thế nào thì ok, không để các bạn đợi chờ thêm nữa. Chúng ta hãy cùng ngồi xuống ăn miếng bánh uống chén trà và dự đoán một vài diễn biến của chapter 1112 sắp tới này. Và diễn biến đầu tiên mà tôi nghĩ tới đó chính là sự tiếp nối chapter trước, con robot khổng lồ của đại tiếp tục xuất hiện. Ngay khi con robot khổng lồ của đại xuất hiện rồi đứng sừng sững như một ngọn núi ngay giữa trung tâm hòn đảo SH, cùng với câu nói đầu tiên, xin lỗi nhé, Joy Boy, làm tôi ngay lập tức liên tưởng tới con voi khổng lồ ngàn năm tuổi Sunnyside. Thật sự thì nó có nhiều cái tương đồng, cũng như có nhiều câu hỏi, cũng như ý tưởng nảy ra trong đầu tôi. Đầu tiên đó là, tại sao Vega Băng hay Kuma cùng với chủng tộc Buccaneer hay những người khổng lồ ở Elbas, thậm chí là cả ngũ lục tinh thì gọi Luffy là thằng mặt trời Nikkei? Còn riêng với tộc người cá, kỳ nhỏ hoạn hay đúng hơn là chủng tộc Lunaria cùng với con voi Sunnyside và giờ là con robot khổng lồ của đại thì lại gọi Luffy là Joy Boy. Tại sao lại có sự khác nhau này và khi nào thì Luffy là Nikkei, còn khi nào thì Luffy là Joy Boy? Điều thứ hai tôi nghĩ tới đó là, làm thế nào để con robot khổng lồ có thể tương tác trò chuyện với Luffy đây, để Luffy có thể nghe thấy lời xin lỗi đây? Và ngay lập tức thì tôi nhớ tới khoảnh khắc ở đảo Zou, khi lần đầu tiên thì chúng ta thấy con voi Sunnyside kết nối tương tác trò chuyện với Momonosuke. Và Luffy chỉ là vô tình nghe được bằng khả năng đặc biệt, có thể nghe được tiếng nói vạn vật. Bởi Luffy chỉ nghe được chứ không thể trò chuyện được với con voi giống như là Momonosuke. Và ngay lúc này thì cũng vậy, tôi nghĩ rằng chúng ta sắp được biết thêm thông tin về năng lực đặc biệt, nghe được tiếng nói vạn vật. Đây chính là năng lực còn hiếm hơn cả Haki Ba Vương, khi số lượng nhân vật sở hữu loại năng lực này rất ít, chỉ có Momonosuke, Kozuki Oden, Roger và Luffy. Có thể là có thêm 5 ngũ lô tinh. Theo đó thì tôi cho rằng con robot sẽ kết nối với Luffy bằng năng lực nghe được tiếng nói vạn vật, rồi theo phản xạ tự nhiên thì Luffy sẽ tỏ ra kinh ngạc ngơ ngác tột độ, giống như khi nghe con voi nói chuyện với ở đâu giờ vậy. Và để sau đó thì chúng ta sẽ được biết con robot xin lỗi Luffy vì điều gì, là vì chuyện tấn công lên thánh địa Merizoi bất thành 200 năm trước, hay là chuyện xảy ra từ 800 năm trước đó. Và tôi hy vọng rằng trước khi kết thúc diễn biến ở chapter này thì con robot sẽ xin phép Luffy, Joy Boy được phép chiến đấu, giống như con voi Sunnyside xin phép Momonosuke được đánh chìm con tàu của Zack hạng hán vậy. Diễn biến thứ hai, nhóm Nami trên vùng cực tìm cách chạy trốn xuống bên tàu. Ngay lúc này thì ác điểu Mad Good Mad đang bên trong vùng cực tìm cách ngăn chặn video của Vega Băng phát tán ra toàn thế giới. Khi đã tiếp cận được bên không sáu giót, với điều này thì viễn cảnh có thể xảy ra đó là Thanh Mad sẽ giao nhiệm vụ ngăn chặn video của Vega Băng cho giót, còn bản thân sẽ tìm cách truy bắt các thành viên trong bang Murom trước thay vì giải cứu đặc vụ cũng như bốn Seraphim. Bởi vì ngũ lục tinh chỉ xem con người như là sâu bọ nên khó lòng có chuyện ưu ái giải cứu con tin trước. Nếu như vậy thì sao? Rõ ràng là nhóm Nami đang gặp nguy hiểm chết người và tình trạng của vùng cực hiện tại là 100, tức là đang đóng hoàn toàn. Và nhóm Nami không có cách nào thoát ra khỏi đây để đi xuống bên dưới khu vực công xưởng nếu vùng cực không mở. Bởi vì nhóm Nami chỉ là những con người bình thường, chứ không phải là Doc Gear với trái quỷ Helosa, trái Pika Pika Nami, hay là ngũ lục tinh Mad Good Mad với sức phục hồi siêu ấn tượng. Và sẽ như thế nào nếu như sau khi nhìn thấy bộ dạng ác quỷ của thánh Mad Good Mad, bên không sáu giót đã hoàn toàn từ bỏ ý định trở thành thiên long nhân và quay xe sang hỗ trợ nhóm Nami tẩu thoát bằng cách vào phòng điều khiển mở vùng cực? Ngoài cách này ra thì thật sự tôi chưa nghĩ ra cách nào để cho Nami thoát khỏi vùng cực cả. Như vậy thì giống như tôi đã nói trước đó, khả năng rất cao thì Zoro với Shinbe sẽ có một màn chạm trán nhẹ với ngũ lục tinh Mad Good Mad trước khi nhóm Nami có thể tẩu thoát khỏi đây. Và chúng ta sẽ được biết phần nào năng lực của ác quỷ Itrimaje này là gì, nó có liên quan gì tới nguyên tố lửa hay không. Diễn biến thứ ba, trận chiến giữa Luffy Nika với ba ngũ lục tinh trở nên hấp dẫn hơn. Trong số ba ngũ lục tinh đang đánh nhau với Luffy Nika thì Thánh Sotin cùng với Thánh Topman Wokiri đã thể hiện được sức mạnh ấn tượng của mình. Chỉ có con sâu cát Subiter, ngũ lục tinh được đánh số 1 là hơi phế khi đã bị Dori với Brogy chém đôi người lúc táp Luffy Nikkei. Như vậy thì cơ thể sâu cát của Subiter này đã phục hồi lại với một ánh mắt đáng sợ hơn trước rất nhiều. Điều này có nghĩa là gì? Trong chapter 1112 sắp tới này thì chúng ta sẽ được thấy ngũ lục tinh Subiter thể hiện sức mạnh thật sự của mình trong hình dạng ác quỷ sâu cát là gì. Chắc chắn đó sẽ không phải là những cú táp như trước mà sẽ phải là một chiêu thức gì đó mới mẻ. Đó có thể sẽ là một đòn tấn công tầm xa với sấm sét hoặc là chất độc giống như Thánh Sơ Tịnh. Và tất nhiên thì ở chiều ngược lại, Luffy cũng sẽ phải thể hiện nhiều hơn là việc tạo ra cây gậy bóng chày phản đòn Thánh Sơ Tình như chúng ta đã thấy. Bên cạnh đó thì hy vọng là chúng ta sẽ được thấy Dori với Brogy cùng với những người khổng lồ thể hiện nhiều hơn. Đó có thể sẽ là một màn tái hiện lại chiêu thức Hakai từng chế đôi con tàu Victoria Bung thì sao? Thật sự sẽ rất tuyệt vời.
Diễn biến thứ tư, một sự kiện xảy ra bên ngoài ác khác. Nếu bạn còn nhớ thì Oda đã từng có vài lần nghỉ ngơi 3 tuần, chẳng hạn như là sau chapter 1053, Oda nghỉ ngơi 3 tuần, và chapter 1054 sau đó là sự xuất hiện của Sai Tóc Đỏ ở Wano Quốc. Hay sau chapter 1086, với việc giới thiệu họ tên nghề nghiệp của Ngô Lô Tinh, thì Oda cũng nghỉ ngơi 3 tuần. Và chapter 1087 sau đó là diễn biến trận chiến ở Hachinosu giữa Gap với thằng đệ tử đầu tiên, Kuzan. Và ý của tôi là, chapter 1112 sắp tới này cũng sẽ tương tự như vậy. Cũng sẽ có một sự bất ngờ từ Oda, và nó sẽ không có liên quan gì tới diễn biến ở chapter trước, hay sẽ là một nhân vật mới nào đó được lên sóng. Và khả năng cao nhất mà tôi nghĩ tới lúc này đó chính là Tứ Hoàng Raoden. Bởi có thể Oda sẽ để cho chúng ta thấy Caribou xuất hiện trước mặt Raoden, thể hiện sự sùng bái của mình. Và tôi hy vọng là chúng ta sẽ được biết Raoden đang ở đâu nếu so với hòn đảo ác khác. Và trên đây là 4 diễn biến tôi nghĩ tới rằng sẽ xảy ra trong chapter 1112 sắp tới này. Hy vọng anh em thích video và đừng quên like, đăng ký kênh, bấm vào chuông để theo dõi những video mới nhất. Xin cảm ơn.